Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với những nội dung chính sau. Chuẩn bị khai sinh đồng tiền chung cho toàn nhân loại. Những tỷ phú mới sắp xuất hiện, hãy thức tỉnh xu hướng tiền tệ. Mạng chính mở có thể tùy thuộc vào độ trưởng thành của mạng và những việc khách quan bên ngoài như vấn đề chính trị hoặc kinh tế bất ổn, đại dịch, vân vân. Tuy nhiên, theo như Pigotim đã nói là mục tiêu chung vào năm 2024 thì chắc chắn 99% mạng mở sẽ được thực hiện. Chúng ta là những người tiên phong, hãy giữ vững tinh thần đoàn kết và lan tỏa cho cộng đồng lớn mạnh. Đã 5 năm qua rồi, Pi đã lớn dần theo thời gian và chuẩn bị khai sinh một đồng tiền chung cho toàn nhân loại. Đừng bao giờ mất niềm tin vì Pi là cuộc cách mạng lớn của xã hội loài người. Nó càng mất nhiều thời gian để trưởng thành thì nó càng chắc chắn thành công Chúng ta hãy xem những dự án ăn sổi bắt trước theo Pi Nhanh chóng Mainnet rồi lên sàn Có đồng tiền nào tồn tại và có giá trị lớn đâu Trong khi đó Pi không cần lên sàn bởi nó định vị là tiền Chưa Mainnet mở nhưng Pi đã được chấp nhận trên 155 quốc gia Để trao đổi hàng hóa và dịch vụ Có ai làm được như Pi hay không? Sau khi Menet mở thì mạng Pi vẫn chỉ là khởi đầu cho cuộc cách mạng này. Pi vẫn cần cộng đồng lớn mạnh, vẫn cần phát triển hoàn hảo hơn nữa để trở thành một nền kinh tế kỹ thuật số ngang hàng, phủ rộng toàn cầu với 8 tỷ người trong tương lai. Pi có tim chưa cho phép người dùng đổi fiat khiến mọi người lầm tưởng nó chưa có giá trị. Bản thân tiền fiat cũng không có giá trị mà do giá trị hàng hóa dịch vụ neo vào tiền fiat nên cảm giác fiat có giá trị. Pi cũng vậy, do hàng hóa dịch vụ trên hệ sinh thái còn ít, nên người dùng chưa thực sự cảm nhận được giá trị của Pi. Khi có Pi mà bạn mua được mọi thứ, chúng ta tin rằng người dùng sẽ quý Pi hơn Fiat. Đó là lý do Pi có team đặt sự trưởng thành hệ sinh thái làm tiêu chí hàng đầu cho Open Minet. Hãy giữ chặt Pi của mình. Chỉ có Pi, bạn mới có tấm vé thay đổi được số phận của mình. Không có Pi, bạn chẳng là gì cả. Vì sao Pennywrk ra đời? Bài viết sâu sắc cho cộng đồng Pi. Hầu hết mọi người thường quan tâm tới tiền, còn giới siêu giàu quan tâm là thị trường. Với họ, ở đâu có cộng đồng, ở đó có thị trường. Vì có thị trường là có nhiều thứ. Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, có lẽ mâu thuẫn gay gắt nhất giữa người với người, giữa các dân tộc với nhau, suy cho cùng là tranh giành địa bàn, hay nói rộng ra là thị trường nhất là từ sau cách mạng công nghiệp 1.2. thì việc tranh giành thị trường càng trở lên khốc liệt hơn. Ví dụ, thương chiến Mỹ Trung có lẽ cũng bắt đầu từ thị trường mà ra. Mỹ mở cửa cho hàng hóa của Trung Quốc vào tự do. Còn Trung Quốc thì cấm cửa Facebook, YouTube của Mỹ. Nên nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump mới trả đũa Trung Quốc, tạo ra cuộc thương chiến ngấm ngầm tới giờ. Vấn đề khủng hoảng thừa con người ở nền văn minh lần này đã và đang trải qua bốn chế độ khác nhau từ cộng sản nguyên thủy chiếm hữu lô lệ phong kiến tới tư bản sự xuất hiện của liên xô một thời theo mình nghĩ chỉ là một hiện tượng nó không thay thế được cho chế độ tư bản đang mạnh nhất tới hiện tại có thể xem là hiện tượng thiên nga đen được không nhỉ trong ba chế độ đầu gồm cộng sản nguyên thủy lô lệ phong kiến kinh tế chủ yếu là săn bắt hái lượm tiến dần lên sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, lạc hậu. Nền kinh tế tự cung tự cấp nên thường xuyên xảy ra nạn đói do thiên tai, mất mùa, chiến tranh, gọi là khủng hoảng thiếu. Nên chưa thể nói về thị trường được. Đến thời kỳ chế độ tư bản, tức là khi cách mạng công nghiệp xảy ra, khoa học kỹ thuật phát triển, giai cấp tư sản hình thành, tập trung ở Tây Âu như Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha nhân loại bước vào kỷ nguyên sản xuất công nghiệp hàng hóa sản xuất ra trở nên thừa mứa tiêu thụ không hết gọi là khủng hoàng thừa để giải quyết vấn đề khủng hoàng thừa ngày càng trở nên trầm trọng thế là họ nghĩ đến phương án dùng vũ lực để chiếm đoạt mở rộng thị trường thế là từ đó nhân loại bước vào thời kỳ gió tanh mưa máu sinh linh đồ thán ở quy mô toàn cầu kéo dài hàng trăm năm khoa học kỹ thuật áp dụng vào chế tạo vũ khí chiến tranh cùng với việc khám phá ra các vùng đất mới như ấn độ philippines châu mỹ các nước tư bản phân chia địa bàn và tiến hành chiến tranh xâm lược áp đặt ách đô hộ lên thuộc địa vừa khai thác tài nguyên nguồn nhân lực thuộc địa vừa chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ hàng hóa mình gọi đây là thời kỳ chiếm thị trường bằng vũ lực sau khi các nước thuộc địa khởi nghĩa giành độc lập xóa bỏ chế độ thực dân thoát khỏi ách đô hộ nhưng lại rơi vào tình trạng nghèo nàn lạc hậu. Giới tư bản biết rằng thời đại dùng vũ lực để có thị trường đã qua, họ phải nghĩ ra cách khác để có thị trường. Và lúc này họ mở ra con đường hợp tác đầu tư quốc tế, cả hai cùng có lợi. Họ mang tiền, khoa học kỹ thuật, công nghệ tới các nước nghèo để khai thác tài nguyên và nguồn lao động giá rẻ. Định điểm của thời kỳ này chính là những gì đang hiện hữu trước mắt chúng ta, là thời đại toàn cầu hóa là thế giới phẳng, là rất nhiều công ty tập đoàn toàn cầu như Coca-Cola, Pepsi, Microsoft, Apple, Toyota, Facebook, YouTube, KFC, Amazon hiện diện khắp nơi trong đời sống chúng ta. Mình gọi thời kỳ này giới tư bản chiếm thị trường bằng cách hợp tác đầu tư. Hiện tại dùng vũ lực để chiếm thị trường thì không thể, hợp tác đầu tư thì có dấu hiệu bão hòa. Nguồn nhân công giá rẻ dần khan hiếm, với một số nhà tư bản cách thức tạo thị trường kiểu này không còn thơm nữa họ luôn phải nghĩ ra cách thức độc đáo hơn để tạo lập thị trường phải luôn tạo đột phá để đi trước xã hội một bước cướp không được hợp tác không còn ngon thôi thì ta phát tiền cho công chúng đi đưa thẳng vào bao tử của số đông sẽ có cộng đồng ở đâu có cộng đồng ở đó có thị trường thế là từ đó pinigurk ra đời như chúng ta đã biết được phát miễn phí trao tận tay cho toàn nhân loại. Ai muốn lấy cứ lấy cho dù bất cứ ở đâu, chỉ cần có smartphone kết nối internet. Như vậy, với cách làm độc đáo này, sau 5 năm, Pi đã tạo ra được cộng đồng rất lớn, tương đương dân số của một quốc gia trung bình với hơn 50 triệu thành viên đều có smartphone kết nối internet để dùng. Đây được xem như một quốc gia đặc biệt, một siêu quốc gia có công dân trải đầy khắp nơi trên thế giới. Và bây giờ là lúc Pico Team đã và đang xây dựng thị trường dựa trên cộng đồng này. Việc khai thác thị trường qua từng thời kỳ lịch sử cũng khác nhau. Ban đầu khi chiếm thị trường bằng vũ lực chủ yếu là để giải quyết cùng hoàng thừa và khai thác thuộc địa. Sang giai đoạn 2 thì khai thác nguồn tài nguyên và công nhân giá rẻ. Xây dựng thương hiệu thống lĩnh toàn cầu. Giai đoạn thứ 3 này họ sẽ khai thác sự hiện diện của đám đông. Hiểu nôm na là lần đầu họ cướp trắng lần hai là cả hai cùng làm và ăn chia lần ba này thì chỉ có nhà tư bản làm chỉ cần mình tham gia lót dép ngồi cũng có tiền tương tác cũng có tiền đào picoi lướt web 3. tuy nhiên nếu siêng năng chăm chỉ cùng làm với họ thì có nhiều tiền hơn ngoài ra khi tạo được thị trường ở lần ba này trên nền tảng phi tập trung với công nghệ blockchain còn giúp cho giới siêu giàu có thêm một lời lưu trữ giá trị cực kỳ hữu hiệu. Nếu Pi vận hành thành công, được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu, thì họ chuyển bớt tài sản sang lưu trữ bằng Pi sẽ an toàn, linh hoạt hơn vàng, đô la, bất động sản nhiều. Tới đây hy vọng các bạn có thể hiểu được đại khái vấn đề tại sao có Pi và cho khai thác miễn phí. Những tỷ phú mới sẽ xuất hiện với Pi. Hãy thức tỉnh vì tiền tệ của tương lai. Thế giới phức tạp và đầy cám dỗ, mọi người thường làm bất cứ điều gì cần thiết để có được cuộc sống tốt hơn. Những người không kiên trì thì không thể tồn tại. Nhưng điều gì không nên tồn tại sẽ bị loại bỏ. Con người là như vậy. Tuy nhiên, Pioneer chân chính họ không từ bỏ con đường. Họ kiên trì trên con đường của Nicolas. Nhiều thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Vâng, chúng tôi sẽ chuyển sang mạng chính mở. Web 3P sẽ mở ra nhiều bản cập nhật và tăng tốc độ. Nút chương trình sẽ được tối ưu hóa lại cho đến khi nó có thể hỗ trợ mạng chính mở. Chúng tôi chia sẻ những người tiên phong đang kiếm tiền pi vào các danh mục và bạn có thể so sánh những người giàu có theo cách giải quyết của riêng mình để tham khảo. Thứ nhất, ví dụ tài sản của bạn là khoảng 500 pi, bạn có thể khóa 300 pi và có 200 pi được lưu hành khi memes mở với giá 300 đô la là khoảng 1,4 tỷ đồng Việt Nam. Trên thực tế, với 1,4 tỷ, bạn đã có thể giải quyết nhiều vấn đề. 200 pi chia đều tính toán sử dụng một cách thực tế tốt nhất trong 3 năm và phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Phần còn lại, bạn có thể lưu giữ sau 3 năm. Giá pi tăng hàng vài nghìn đô. Lúc này, bạn cũng trở nên giàu có. Thứ hai, với người có tài sản khoảng 3.000 pi, thì bạn có khoảng 20 tỷ 700 triệu với số tài sản này, cuộc sống của nhiều người đã được cải thiện rất nhiều. Nhiều người không những được trả nợ mà còn mua được nhà lầu, xe hơi, cuộc sống đương nhiên sẽ khác hơn. Thứ ba, nếu bạn có 10.000 supi tương đương 3 triệu đô la thì bạn có khoảng 70 tỷ. Nếu bạn có như vậy, bạn thực sự hài lòng chọn đời này hạnh phúc. Thứ tư, những người có tài sản trên 50.000 pi có khoảng 15 triệu đô la là người có tài sản dòng trên 345 tỷ đồng, thực sự là đại gia mới. Điều này chúng ta đang được tính theo giá mỗi pi 300 đô trên 1 pi. Sau khi mạng chính mở vượt qua giá này, do đó, nếu bạn tính toán tổng tài sản của mình dựa trên điều này, bạn có thể tự nhiên biết mình đang ở cấp độ nào. Hiện tại có 4 triệu người có tài sản vượt quá 10.000 pi. Trong 5 năm tới, có 4 triệu pioneer trở thành tỷ phú mới. Nói cách khác, chỉ cần bạn biết giữ supi khi màng mở thì tài sản ít nhất cũng tăng lên gấp nhiều lần. Hãy nhớ rằng chúng ta không nói quá viển vông và theo đuổi hư vô trong cuộc sống. Nó là hiện thực, trung thực và có tâm. Ligonat đã nói rằng không làm những người tiên phong thất vọng và Pioneer sẽ làm lên kỳ tích lớn. Tuy nhiên, nếu tham lam có mức, bạn sẽ không thể chịu nổi sự vượt trội quá phước đức của mình, rồi bạn sẽ nhanh chóng đánh mất nó. Một khi thế kỷ Web3 đến, quy tắc sinh tồn của những người vô số trong chúng ta sẽ trải qua những thay đổi lớn. Vì vậy, những người hiện tại mức độ giàu nghèo khác nhau sẽ làm gì? Thứ nhất, tài sản tích lũy trên 10 năm, suốt ngày nghĩ đến trường sinh bất tử. Thứ hai, tài sản tích lũy từ 1 đến 10 năm, suốt ngày nghĩ kế hoạch tài chính, đồng thời tìm kiếm tiền khắp nơi. Khi bạn có tài sản từ trên 100 tỷ đến 300 tỷ, muốn đi du lịch ngắm nhìn thế giới cả cuộc đời. Đây là tình trạng hiện tại, nhưng web 3 thời đại mạnh mẽ, mọi thứ sẽ dần thay đổi. Thành công nhỏ dựa vào siêng năng, thành công trung bình dựa vào trí tuệ, thành công lớn dựa vào đức hạnh và thành công cuối cùng dựa vào đạo. Và hương thơm của hoa mai đến từ lạnh giá. Không ai có thể thành công một cách tình cờ. Đằng sau ánh hào quang của bất kỳ ai cũng là một thời gian khổ luyện, công sức kiên trì. Cũng giống như bây giờ, nhiều người rất khó khăn muốn bán những supi với giá rẻ mạt nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng trên đời này phải chịu khổ trước rồi mới hiểu được hạnh phúc, thành công. Muốn sự nghiệp như biển thì phải có tấm lòng như biển. Bạn không phải là thợ đào pi nếu bạn chưa rõ về những điều này. Hãy nhìn vào internet, Bitcoin và Ethereum ngày nay. Có bao nhiêu người hiểu nó ngay từ đầu? Ngày xưa nó không đáng giá vài xu. Vậy còn hôm nay thì sao? Tin hay không tùy bạn. Nhiều người cho rằng thật dễ dàng nhận ra pi có thể có giá 1.000 đô cho mỗi pi vào năm 2024. Chỉ những người có tầm nhìn xa mới có thể thấy được nó. Không ai nghĩ rằng khi Internet sinh ra, họ lại kiếm bộn tiền từ nó. Không ai tin rằng Bitcoin có thể đạt 64.000 đô vào thời điểm cao nhất năm 2021. Không ai tin rằng Ethereum có thể đạt con số 4.000 đô. Không ai tin rằng việc nhấn tiền xét đơn giản để tích lũy Pi mà trong tương lai Pi có thể đạt 1.000 đô vì vậy, chúng ta hãy chờ xem. Thưa quý vị, Tiến sĩ Nicolas Cocalis và Sifan và các thành viên trong nhóm cốt lõi bắt đầu tìm cách giải quyết vấn đề và làm cho blockchain có thể sử dụng được cho công chúng. Sifan nhận ra rằng việc tạo ra một tài sản tiền điện tử được phân phối rộng rãi giữa những người dùng sẽ là điều cần thiết cho sự phát triển của chuỗi khối, đồng thời giúp nó có thể truy cập được đối với nhiều người bình thường nhóm đã đưa ra khái niệm về mạng Pi để cung cấp cho mọi người một chuỗi khối có thể truy cập. Quyền truy cập đáp chính thống và một loại tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Vào ngày số Pi năm 2019, giao thức khai thác chuỗi khối đã được phát hành, cho phép người dùng truy cập vào mã thông báo gốc Pi được sử dụng rộng rãi. Kể từ năm 2019, hệ sinh thái Pi đã mở rộng và thu hút triệu người dùng blockchain đến nay. Công ty TP đang đi đúng hướng với các mục tiêu của mình trong lĩnh vực tiền điện tử. Vì mạng chính mở sẽ sớm ra mắt, sử dụng thanh toán toàn cầu trong tương lai. Thưa quý vị, hình ảnh được chia sẻ cho thấy rằng tiền giấy mới thực sự là tiền ảo vì nó không thể kiểm soát được sự lạm phát. Người ta in tiền giấy vô tội vạ, khiến đồng tiền vô giá trị như hình ảnh ở đây. Chính vì điều đó, tiền kỹ thuật số đã ra đời. Bitcoin là thế hệ đầu tiên muốn đạt được mục đích là một đồng tiền giao dịch ngang hàng. Nhưng nó đã thất bại, khiến người sáng tạo ra nó là Satoshi Nakamoto phải ẩn danh. Đồng Ethereum ra đời cải tiến hơn với hệ sinh thái dành cho doanh nghiệp với smart contract. Tuy nhiên, nó còn rất hạn chế. Người bình thường không có cơ hội để sử dụng hàng ngày. Ngày nay, Pinewood là một cuộc cách mạng của cả nhân loại. Pi dành cho những người bình thường hàng ngày, ai cũng có thể sử dụng được, khai thác không tốn năng lượng, bằng điện thoại thông minh, giao dịch ngang hàng P2P nhanh chóng xuyên biên giới, mạng lưới blockchain phát triển rộng khắp trên 200 quốc gia trên toàn cầu, hệ sinh thái với hàng nghìn đáp đang phát triển và hoàn thiện, Kyc xác minh danh tính, chống lừa đảo, chống rửa tiền, bốt tội phạm xuyên quốc gia, phù hợp với luật pháp quốc tế, khiến nền kinh tế ngang hàng của Pi trở thành sân chơi an toàn nhất cho tất cả nhân dân toàn cầu. Đương nhiên, trong tương lai, các chính phủ sẽ chấp nhận Pi bởi tính nhân văn, công bằng, chấp hành luật quốc tế, công nghệ vượt trội với web 3 trong kỷ nguyên kỹ thuật số những năm tới đây. Xu hướng của thời đại không thể không tiến hóa bởi công nghệ phát triển vượt bậc. Người ta đã nhận ra rằng chính tiền giấy mới là tiền ảo. Bởi những người bình thường không thể kiểm soát được tài sản tiền tệ của mình. Tiền bạn gửi trong ngân hàng là của ngân hàng. Thậm chí họ có thể lấy tiền của bạn và bạn có thể trắng tay. Lạm phát ngày càng tăng cao. Cục dự trữ liên bang Fed in tiền vô tội vạ, những đồng đô la đó cướp đi rất nhiều sức lao động của nhân loại. Tương lai chúng ta phải làm gì? Thời đại của tiền kỹ thuật số đã đến. Chúng ta hãy biết nắm bắt lấy cơ hội. Chỉ có Picoin là đồng tiền đúng mực nhất có thể tồn tại trong kỷ nguyên Web3. Vì đạt đủ những yếu tố để dành cho xã hội công bằng và văn minh hơn. Liệu chúng ta đã nhận ra hay chưa? Nếu bạn chưa nhận ra, thật là một điều đáng tiếc. Chúng ta hãy xem đồng tiền Fiat tại Venezuela. Chỉ vài năm trước venezuela vẫn còn là một trong những nước giàu nhất nam mỹ venezuela cũng thuộc vào top những nước có giá xăng dầu rẻ nhất thế giới nhưng vậy bây giờ chúng ta hãy nhìn xem đây là kết quả của việc lạm phát và in tiền vô tội vạ những đồng tiền giấy trở thành rác và giấy vụn nếu bạn có tài sản và bạn giữ chúng bằng tiền giấy có thể một ngày nào đó bạn sẽ thấy giá trị tài sản của bạn trở về con số 0. Chính vì vậy, hiện nay đang có rất nhiều nhóm giới nhà giàu trên thế giới đã tỉnh ngộ và dòng tiền đang đổ vào thị trường crypto âm thầm. Vì họ đã nhận ra điều tồi tệ đang đến. Nếu chúng ta không thay đổi suy nghĩ về tương lai không xa, kỷ nguyên kỹ thuật số đang đến. Pi là nơi trú ẩn an toàn và là nền văn minh mới cho xã hội loài người. Pi còn là tấm vé cho mỗi công dân số toàn cầu trong những năm tới. KAIPI là điều kiện để bạn có thể tham gia những lĩnh vực mới trong những năm tới. Nếu biết Pi mà chưa tham gia thì bạn thực sự lạc hậu so với xu hướng của xã hội đương đại.